năng lực càng kém thì càng khó kiềm chế tính khí của bản thân người đàn ông càng có năng lực thì phẩm chất và sự tu dưỡng tính khí của họ càng cao căn bản là vậy đấy năm sai lầm thường thấy của những gã đàn ông bất tài đàn ông xây dựng tổ ấm và trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ con nhưng điều đó có thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có tính khí